chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với kênh video của Điện Máy Cường Lên. Thì do cái nhu cầu chế biến thực phẩm chăn nuôi gia súc gia cầm ngay tại nhà đang tăng cao, thì cái việc mà kiểm soát được chế độ dinh dưỡng cũng như là bà con có thể kiểm soát được mức độ an toàn của để cho chăm sóc chăn nuôi vật nuôi gia súc gia cầm được tốt hơn, thì hôm nay Điện Máy Cường Lên xin giới thiệu đến cho bà con cái máy trộn thức ăn cũng như là trộn đảo thức ăn công nghiệp. Đấy, máy này thì nó một lần công suất nó đạt được 70 kg. Đây thì tổng thể máy là toàn bộ bằng inox hết, máy cực kỳ lớn nhất, sẽ chế tạo bằng inox 304 nhé, dày dặn chắc chắn, cũng như là máy được thiết kế là bốn chân inox như thế này. Đấy, đỡ ngay từ bốn cái chân inox này sẽ đỡ cái phần mà cái khoang đựng cám. Đấy, cái phần này là phần quan trọng nhất này. Cái khoang này con đường cám này có cái chiều bề rộng của đường kính của lồng thì nó khoảng độ 60. Đây, còn bên trong này thì nó sẽ gồm một cái trục. Đấy, nguyên lý hoạt động của nó là khi một cái trục này quay, trục này nó đấu thẳng trực tiếp với là motor luôn, khi cái trục này quay thì nó sẽ khoát cái cám lên. Đây, cái phần rán ở dưới cùng này nó được hàn thêm một cái phần lưới này, cái phần lưới này nó trà sát xuống cái phần đáy của lồng này để nó khoát cám lên. Đấy, còn phần toàn bộ phần thân lồng nó được thiết kế theo kiểu lọc chảo. Đấy, bên dưới thì nó nhỏ nhưng bên trên thì to, thì nó sẽ trực tiếp cái nguyên liệu nó sẽ ở phía trên, nó chảy xuống phía dưới, nó cứ chảy xuống phía dưới như thế này, còn cái lưới này nó sẽ khoát lên nó cứ đảo như thế, đảo tròn thì nguyên liệu mình nó sẽ đều hơn. Đây, còn đây là bên trên này có mũi tên, nó chỉ chiều quay của nó này. Đấy, thì bà con khi mà đấu cái motor hoặc là mình có motor rồi mình mua khung về mà mình đấu cái motor thì bà con chú ý cái chiều quay như thế này nhá. Đấy, nó quay cùng với chiều kim đồng hồ thì nó mới cám nó mới đảo đều, nó mới đảo lên được, không thì nó lại chạy xuống phía dưới. Còn đây là cái phần thẻ bảo hành của máy này, máy thì được bảo hành 12 tháng cháy đời mới trong vòng 1 năm. Đấy, thì là máy là trộn thực phẩm thức ăn thủy sản này, gia cầm này, gia súc này. Đấy, mã hiệu của nó là 2B02265. Đấy, còn đây là cái phần điện của nó này, công tắc on off này. Đấy, thì máy sử dụng khá đơn giản thôi, bà con cắm điện vào sử dụng có hai công tắc on off như thế này. Đấy, khi sử dụng thì mình bật on. Đấy, còn khi mà tắt máy thì mình bấm off. Đây là nó tự động tắt máy luôn. Còn đây cái phần cửa ra của phần cám này, của phần thức ăn trộn này. Đây, nó rộng khoảng độ 10 phân. Đấy, cao khoảng độ 10 phân. Và ngay bên trước này là có cái phần tấm chắn. Tấm chắn này là để bà con khi mà mình trộn thì mình đóng lại, còn khi mà mình lấy thức ăn ra thì mình mở lên. Đấy, nó sẽ thông với cái phần ở phía trong. Đấy, thông với phần ở phía trong. Đấy, thì bà con khi mà mình trộn đều cái thức ăn gia súc gia cầm rồi thì mình sẽ mở cái nắp đấy ra, còn khi mà sử dụng mình đóng lại. Còn đây là cái phần thần lồng này được gia cố thêm này, được gia cố thêm một cái thân thép ống. Thép ống nó dày khoảng độ 2 phân, thép ống 2. Đấy, thép ống inox. Cái này bằng ống inox không phải thép, tôi nói nhầm. Đấy, nó là bằng ống inox. Đấy, dày 2 phân. Cũng như chân đế cũng bằng 2 phân luôn, chân đế to luôn. Đấy, có nhiều những cái thân rằng như thế này này. Đấy, thì khi mà cái máy trộn nó hoạt động thì nó sẽ tạo ra cái độ rung lắc lớn. Thì bà con sử dụng thì mình sẽ gặp cái vấn đề rung lắc, thì là khi mà có những cái chân inox như thế này nó được bố trí cũng như là làm những cái thân rằng chắc chắn như thế này thì nó sẽ không bị rung lắc. Đấy, thì đảm bảo được máy nó hoạt động bền hơn. Đây, chú ý những cái mối hàn này. Đấy, cực kỳ tỉ mỉ luôn. Đây, còn phần dưới này phần motor này. Đấy, máy thì sử dụng motor này là motor của Toàn Phát dây đồng. Điện 220, motor 1,5 kW, tua chậm 1400 vòng một phút. Đấy, sử dụng cơ cấu truyền động bằng xích. Đây. Đây, bà con chú ý này, đây từ bu ly của máy này. Truyền động là phần trục để đảo thực phẩm. Đấy, còn đây là motor dây đồng Toàn Phát. Đấy, thì nếu như mà nó được chế tạo từ sắt rồi thì bà con cũng phải chú ý đến cái phần hoạt động của máy, thì khi sử dụng bà con chỉ biết cắm điện lên thôi, không phải bảo trì bảo dưỡng nhiều. Thi thoảng mình có tra một ít mỡ vào phần sắt đấy để cho máy nó hoạt động trơn tru hơn. Đấy, máy thì được thiết kế thông minh, có hai bánh xe di chuyển. Đây, có hai bánh xe ngay sau máy này như thế này, thì khi bà con sử dụng thì mình sẽ nghiêng cái máy ra phía sau. Đây, mình dùng một chân mình đạp như thế này. Đây, nghiêng cái máy ra phía sau thì có thể trực tiếp đẩy cái máy này trên mặt đường. Đấy, trực tiếp đẩy cái máy này trên mặt đường. Đấy, còn khi không dùng thì có thể đặt xuống mặt đất. Ngay bên dưới chân là có những cái núm cao su như thế này, nó sẽ cắt điện, cắt nhiệt, cắt điện để chống giật.
Đấy, thì bà con có nhu cầu mua cái máy trộn thức ăn, thực phẩm chăn nuôi thì liên hệ bên điện máy Cường lên, địa chỉ ở số 1 lô TT3 khu đấu giá công nghiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, hoặc qua số điện thoại chúng tôi để dưới góc màn hình đây để tư vấn và báo giá tốt nhất. Thì sau đây thì tôi sẽ thử cắm qua máy để bà con có thể biết được hoạt động thực tế của máy như thế nào.